Ngày 26 tháng 2, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Võ Hoàng Huy, 27 tuổi, Trần Văn Hậu, 29 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thành Trung, thị xã Cai Lậy, và Nguyễn Nhật Phi, 26 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, thời gian qua trên địa bàn thị xã Cai Lậy, nhiều người dân trình báo bị mất trộm mô tô bơm nước đặt tại các vườn cây ăn trái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy xác định Huy, Hậu và Phi có liên quan đến các vụ trộm nên tiến hành bắt giữ. Theo đó, cơ quan công an thu giữ 7 mô tô bơm nước các loại, một dàn sắt xe. Cả ba khai nhận đã thực hiện trót lọt thành công 12 vụ trộm cắp mô tô bơm nước trên địa bàn các huyện Tân Phước và thị xã Cai Lậy. Ngày 26 tháng 2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đội hình sự của đơn vị đang điều tra truy bắt đối tượng tạt dung dịch nghi axit khiến một phụ nữ tử vong. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 2, một phụ nữ khoảng 40 tuổi quê Nghệ An khi đang điều khiển xe máy đi trên đường Vũng Việt thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, khi về đến gần nhà đã bất ngờ bị một nam thanh niên chưa rõ danh tính chặn đường tạt chất lỏng nghi là axit lên người rồi bỏ chạy. Bị tạt hóa chất vào người, nạn nhân ngã gục, kêu cứu và được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Được biết, nạn nhân làm nghề buôn bán tại chợ trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan đã tổ chức khám chữa bệnh và trao tặng nhiều quà, thuốc men cho người dân địa phương. Với tinh thần lương y như từ mẫu, bác sĩ điều dưỡng của Việt Nam đang công tác xa quê hương đã cùng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ hỗ trợ bệnh viện cũng như các bệnh nhân và người dân ở Bên Tiêu, Nam Sudan. Công tác chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương và tâm huyết. Các máy móc, trang thiết bị y tế cùng với thuốc men và các món quà nhỏ dành cho người dân đã được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan chuẩn bị và bảo đảm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vừa công bố chiến lược xuất khẩu nội dung Hàn Quốc K-Contents tại Hội nghị Chiến lược xuất khẩu lần thứ tư. Theo công bố, trong năm 2021, bất chấp dịch COVID-19 kéo dài, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp, ngành công nghiệp nội dung của Hàn Quốc vẫn tăng trưởng cao. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu K-Contents đạt kỷ lục 12,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với năm 2020. Cộng đồng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với tổng cộng trên 150 triệu người. Do vậy, chính phủ Hàn Quốc muốn thúc đẩy xuất khẩu mạnh hơn nữa với chiến lược gồm 3 nội dung chính, đó là mở rộng thị trường xuất khẩu Expansion, mở rộng lĩnh vực ngành công nghiệp nội dung Extension và tận dụng hiệu quả Effect chất lượng K-Contents. Trước mắt, Seoul sẽ tấn công mạnh vào các thị trường mà nội dung Hàn Quốc vẫn chưa sôi nổi như khu vực Trung Đông, Châu Mỹ và Bắc Mỹ. Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng cơ hội để các sản phẩm văn hóa bước ra thị trường nước ngoài như tổ chức triển lãm K-Contents tại Mỹ và Anh trong năm nay, có kế hoạch lập mới trung tâm nội dung văn hóa ở nước ngoài tại New York, Mỹ, London, Anh, Frankfurt, Đức, New Delhi, Ấn Độ, Mexico City, Mexico. 8 thành viên của đội tuyển bơi Việt Nam đã có mặt ở Hungary và bắt đầu chương trình tập huấn tập luyện tại câu lạc bộ BVSC. Đội bơi Việt Nam tập huấn tại Hungary lần này gồm có Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Quỳnh Như cùng các huấn luyện viên Võ Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Vũ. Đại diện bộ môn bơi Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết tất cả các chương trình tập luyện, tập huấn và có thể thi đấu theo các giải tại Hungary trong thời gian đội tuyển tập luyện sẽ được báo cáo các chỉ số chuyên môn của từng tuyển thủ để có thể phân tích đánh giá theo chu kỳ huấn luyện.